Các bạn nha, đây là mẫu máy chiếu mà tôi có thể giới thiệu với các bạn rằng là nó không có ngại gì về cái độ sáng xung quanh. Chúng ta có thể bật đèn vô tư và trong cái môi trường ánh sáng nhiều thì nó vẫn đảm bảo được cái độ sáng và màu sắc rất là đẹp nha. Đây là em máy chiếu Epson EB-U42 nha, một cái mẫu máy chiếu Full HD của Epson đang được săn lùng và sử dụng khá nhiều ở trên thị trường hiện nay. Dòng này có rất nhiều các cái cổng ăn chơi này, các bạn thấy có hai cổng HDMI này, computer này, audio này. Chỉ có mỗi tiếc một cái tội là cái con này nó không có cái cổng audio out thôi, còn âm thanh thì nó vẫn có loa nghe khá là ổn rồi, cổng video, hai cổng USB, hai cổng HDMI vân vân đó. Và đặc biệt nữa là dòng này nó có hỗ trợ kết nối không dây luôn các bạn. Đây là cái hình ảnh mà tôi chiếu trong cái môi trường mà ánh sáng xung quanh rất là nhiều và tôi bật cái đèn LED nó phả trực tiếp vào cái màn chiếu, nhưng chúng ta vẫn cảm nhận được cái chất lượng hình ảnh lên khá đẹp. Và khi mà tôi tắt cái bóng đèn hoặc là hạn chế ánh sáng xung quanh đi thì các bạn sẽ thấy một cái điều cực kỳ ngạc nhiên, nó là cái màu sắc của nó đẹp kinh khủng luôn. Đó, nó sẽ lên đẹp như vậy nè. Đó, thấy không? Đây là cái màn chiếu nhá, 3 mét nha các bạn. 3 mét tức là kích thước của màn của nó tới 150 inch á. Đây tôi sẽ mở thử một cái video để chúng ta xem và chúng ta cảm nhận nhé. Nó sẽ rất là trong trẻo luôn các bạn. Màu sắc rất là tự nhiên và đẹp. Đối với các cái dòng máy chiếu công nghệ 3LCD á, thì chúng ta hay có một cái ác cảm rằng là cái tấm nền LCD của nó sẽ hay bị hư. Tuy nhiên thì đối với Epson thì cái xác suất lỗi tấm LCD của nó thấp hơn các cái dòng như là Sony hoặc là Panasonic nha. Tức là cái độ bền tấm LCD nó tốt hơn vì nó sử dụng các cái tấm LCD độc quyền riêng của nó. Đây nha, các bạn có thể thấy cảm nhận được cái chất lượng hình ảnh nó khá là trong trẻo và nó tự nhiên nha. Đây là cái menu của máy này. Chúng ta có thể dễ dàng chúng ta tùy chỉnh các thông số kỹ thuật của menu của máy nhé. Epson EB-U42 nha các bạn. Đó, cái menu của nó thì nó có đa ngôn ngữ luôn, có tiếng Việt luôn. Epson EB-U42 hiện đang có bán trên trang web là máychiucũ.com và có khuyến mại tặng kèm màn chiếu nha. Các bạn có thể truy cập trang web là máychiucũ.com để tham khảo thêm cái thông tin về dòng máy chiếu Epson EB-U42 nha các bạn.